Sau quá trình tùy chỉnh các thông số in theo ý muốn của mình thì mình tiến hành xuất file. Để xuất được file G-code, chúng ta vào file, chọn Save G-code. Thì một lưu ý trong quá trình xuất file, đây là một lưu ý rất quan trọng, mọi người cần phải tuân thủ theo cái quy trình này. Thứ nhất là chúng ta phải xuất ra ở trên máy tính của mình trước khi copy vào USB để cắm vào máy in. Thì ví dụ mình xuất ra ở desktop, thì đợi khi nào cái dòng ở dưới này hiện lên thì file đó mới được xuất xong. Bước thứ hai, chúng ta tiến hành copy file này vào USB để in. Ở đây mình không có sẵn USB, giả sử mình đã copy vào USB và mình đã dán vào ở USB. Bước thứ hai đó là mở file lên để kiểm tra xem file có bị lỗi hay không. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng phần mềm Notepad mặc định sẵn trong Windows, hoặc nên cài đặt phần mềm Notepad cộng cộng này, vì cái này nó sẽ là luôn đảm bảo các dòng lệnh không bị chồng lên nhau, nó là những dòng đơn, như vậy thì sẽ quan sát dễ hơn. Để biết file mình có lỗi hay không, có những lưu ý như sau. Thứ nhất, có phần bắt đầu như vậy và chúng ta di chuyển thân trượt từ trên xuống dưới để xem có những ký tự bất thường hay không. Đây là những dòng lệnh rất sạch. Và chúng ta thấy có phần kết thúc end G-code. Như vậy file này là bình thường. Một số trường hợp file in bị lỗi thì chúng ta phải xuất lại. Thì bị lỗi như thế nào? Đây là một ví dụ. Chúng ta cùng mở bằng phần mềm Notepad. Thì khi chuyển chuột, phần đầu này vẫn có. Đây là một lỗi. Xuất file là những ký tự lạ, nó không có phần kết thúc. Những trường hợp này thì máy sẽ chạy đến ngang lần này, nó sẽ đứng tại tọa độ này và nó không chạy nữa. Đó là nguyên nhân vì sao máy bị đứng. Một ví dụ thứ hai đó là đây là những cái ký tự lạ, nó là những. Thì trường hợp này chúng ta cũng phải xuất lại. Và nguyên nhân như sau. Trường hợp thứ nhất là có thể do trong quá trình xuất file thì mình đang mở một phần mềm nào đó nặng khiến cho máy bị lag, thì như vậy nó xuất file sẽ bị lỗi. Do đó chúng ta hạn chế thao tác các phần mềm nặng khi xuất file. Thứ hai, việc chúng ta xuất file trực tiếp sang USB đối những file nặng thì nó có thể dẫn đến trường hợp file bị lỗi trong trường hợp ví dụ này. Và một cái thứ ba, đó có thể là do virus đã nằm trong USB của bạn, thì lúc đó cần format USB. Và lưu ý USB của mình format ở định dạng FAT32. Sau khi kiểm tra nếu phải đã ổn thì chúng ta thoát USB tại khu vực này và cắm vào máy để tiến hành in.